Chào mọi người, em tên là Trần Tú Như, ID45. Hôm nay em xin đại diện nhóm trình bày chủ đề so sánh giữa TURB và HOLAP, hai phương pháp phẫu thuật của bệnh tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Chúng ta hãy nói sơ lược về bệnh tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến, benign prostatic hyperplasia, là sự phát triển quá mức không ác tính của tiền liệt tuyến bao quanh niệu đạo. Hiện vẫn chưa rõ ràng nguyên nhân. BPH biểu hiện bởi hội chứng kích thích, tiểu gấp, tiểu gắt, tiểu nhiều lần, hội chứng tắc nghẽn, tiểu khó, nước tiểu tồn lưu. Vậy TURB là gì? TURB là viết tắt của Transuse Thorough Resection of the Prostate, một phương pháp phẫu thuật được sử dụng để điều trị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Trong quá trình này, một ống mổ neo được đưa qua ống nước tiểu để tiếp cận tiền liệt tuyến thông qua đường tiểu, và sau đó một dây điện cao tần được sử dụng để loại bỏ các thành phần của tiền liệt tuyến gây ra vấn đề. Điều này thường được thực hiện để giảm các triệu chứng của tiểu không kiểm soát, tiểu tiện khó khăn hoặc đau do tăng sinh tiền liệt tuyến. Đây là hình ảnh phẫu thuật cắt bỏ tiền liệt tuyến qua niệu đạo. TURB ngày nay vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng trong điều trị ngoại khoa của bệnh tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến với thể tích tuyến bé hơn hoặc bằng 80g. TURB ít gây tai biến chứng hơn so với mổ mở truyền thống. Sau TURB, các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, cảm giác chủ quan của người bệnh hay xét nghiệm khách quan như tốc độ dòng tiểu được cải thiện rõ rệt. Các biến chứng có thể gặp là chảy máu, nhiễm trùng, rối loạn điện giải, tiểu không tự chủ, rối loạn cương dương. Vậy HOLAP là gì? HOLAP viết tắt của Holmium Laser Enucleation of the Prostate, một phương pháp phẫu thuật tiên tiến được sử dụng để điều trị tăng sinh tiền liệt tuyến. Trong quá trình này, một máy laser Holmium được sử dụng để loại bỏ các thành phần tuyến tiền liệt gây ra vấn đề thông qua ống tiểu. Phương pháp này được coi là phương pháp an toàn, hiệu quả. Nó có thể được ưu tiên hơn so với các phẫu thuật truyền thống trên một số bệnh nhân khác nhau. Đây là hình ảnh bóc nhân tiền liệt tuyến thông qua laser Holmium HOLAP. Về lợi ích, phương pháp bao gồm các vết mổ nhỏ hơn, ít tổn thương mô so với phẫu thuật mổ mở truyền thống, nên thời gian hồi phục nhanh hơn và ít đau hơn. Phẫu thuật làm giảm các triệu chứng của BPH đáng kể. Phương pháp này được có thể điều trị lâu dài và nguy cơ biến chứng thấp. Nhưng các biến chứng vẫn có thể xảy ra, nhưng hiếm gặp và mang tính chất tạm thời như chảy máu, nhiễm trùng, tiểu không tự chủ và rối loạn cương dương. Tiếp theo chúng ta cùng nhau so sánh điểm giống và khác nhau, ưu điểm và khuyết điểm của TURB và HOLAP. Về điểm giống, các nghiên cứu đều ghi nhận tỷ lệ thành công cao trong việc cải thiện triệu chứng. Hai phương pháp này đều duy trì được lâu dài và tỷ lệ biến chứng thấp. Hai phương pháp này tương đối giống nhau về cả chỉ định và chống chỉ định. Về chỉ định, BPH mức độ trung bình đến nặng, triệu chứng tiểu tiện nghiêm trọng, bàng quang to, sỏi bàng quang, ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn đầu và chích hẹp niệu đạo. Về chống chỉ định, các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh tim mạch và phổi nặng, bệnh lý rối loạn đông máu, ung thư tiền liệt tuyến tiến triển và tình trạng sức khỏe kém. Đây là bảng thể hiện điểm mạnh của HOLAP so với TURB. Về phương pháp phẫu thuật, TURB cắt đốt nội soi bằng điện, thời gian phẫu thuật dài hơn khoảng từ 60-90 phút. So với HOLAP, phẫu thuật bóc nhân tiền liệt tuyến, cắt đốt nội soi bằng laser Holmium an toàn hơn và thời gian phẫu thuật ngắn hơn khoảng từ 30-60 phút. Điểm mạnh quan trọng cần lưu ý của HOLAP so với TURB là về nguy cơ biến chứng và thời gian hồi phục. Qua các nghiên cứu ghi nhận, HOLAP cho thấy nguy cơ biến chứng thấp hơn, hiếm gặp hoặc có thể xảy ra nhưng mang tính chất tạm thời, và bệnh nhân có thể được về nhà ngay trong ngày sau khi tình trạng đã ổn định tại phòng hậu phẫu. Ngược lại, nghiên cứu cho thấy TURB xảy ra biến chứng chảy máu nhiều hơn, nguy cơ cao về tiểu không tự chủ, rối loạn cương dương. Các bác sĩ phải chuẩn bị trước các phương pháp để giải quyết cầm máu trong và sau mổ, nên thời gian nằm viện dài hơn, từ 1 đến 2 ngày để các bác sĩ theo dõi. Còn về thời gian hồi phục, TURB lâu hơn từ 1 đến 2 tuần, trong khi HOLAP nhanh hơn trong khoảng 1 tuần. Các chỉ định của TURB còn hạn chế. Chỉ định trong các trường hợp tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến với thể tích bé hơn hoặc bằng 80g. Còn HOLAP có thể giải quyết vấn đề trên các tiền liệt tuyến có thể tích lớn hơn 80g. Tuy nhiên, TURB có những ưu điểm hơn so với HOLAP. Các bạn có thể thấy qua bảng so sánh sau. TURB là phương pháp phẫu thuật dễ dàng thực hiện và nó có sẵn tại hầu hết các bệnh viện, trong khi HOLAP, phương pháp
cần bác sĩ có trình độ chuyên môn cao hơn, hiện tại vẫn chưa được phổ biến, không phải bệnh viện nào cũng có để dễ thực hiện. Vấn đề chính thường được bệnh nhân lưu ý là về chi phí thực hiện. So với HoLEP, cần chi phí cao hơn khoảng hơn 14.900 đô la, tương đương với 380 triệu đồng. TURB lại thấp hơn khoảng 9.800 đô, tương đương với 250 triệu đồng. Mỗi phương pháp phẫu thuật đều có ưu và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm kích thước và hình dạng tiền liệt tuyến, sức khỏe tổng thể của bệnh nhân, mức độ nghiêm trọng của triệu chứng BPH, mong muốn của bệnh nhân. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn phương pháp phù hợp nhất sau khi đánh giá các yếu tố trên. Và sau đây chúng ta cùng đến một câu hỏi rất hay và khó của thầy Nguyên về việc so sánh learning curve của TURB và HoLEP. Trước tiên mình cùng nhau tìm hiểu learning curve là gì. Learning curve tạm dịch là đường cong học tập, là thuật ngữ mô tả mối quan hệ giữa thời gian, kinh nghiệm và hiệu suất trong việc thực hiện một kỹ năng mới. Trong phẫu thuật, learning curve được đề cập tới thời gian và số lượng ca phẫu thuật cần thiết để một bác sĩ đạt được mức độ thành thạo và hiệu quả nhất trên thủ thuật này. Vậy, learning curve của hai phương pháp TURB và HoLEP có gì khác nhau? Theo tìm hiểu trên Gemini and ChatGPT cho thấy đường cong học tập của HoLEP dốc hơn TURB. Số lượng ca phẫu thuật cần thiết để thành thạo của TURB là khoảng từ 50 đến 100 ca, cho thấy cần kinh nghiệm nhiều, còn HoLEP ít hơn khoảng 20 đến 30 ca nhưng cần kinh nghiệm chuyên sâu hơn. Về quá trình học tập, cả hai phương pháp đều trải qua một quá trình dài, thực hành trên mô phỏng, hỗ trợ các ca phẫu thuật nhưng HoLEP yêu cầu đào tạo chuyên sâu hơn về laser. Về kỹ năng cần thiết và yếu tố, TURB cần có sự cảm nhận tinh tế, còn HoLEP cần có kỹ năng phối hợp tay và mắt. Sự khác biệt này được giải thích qua các lý do về kỹ thuật phẫu thuật, kỹ năng phẫu thuật và độ khó ca phẫu thuật. TURB đòi hỏi kỹ năng phẫu thuật cơ bản trên những trường hợp tăng sinh tiền liệt tuyến nhỏ và ít phức tạp hơn, trong khi HoLEP đòi hỏi kỹ năng phẫu thuật laser tiên tiến để giải quyết các vấn đề trên trường hợp tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến lớn và phức tạp hơn. Qua đó đưa đến kết luận, cả TURB và HoLEP đều có đường cong học tập dốc, nhưng HoLEP có đường cong học tập dốc hơn TURB, đòi hỏi các bác sĩ cần qua quá trình đào tạo và rèn luyện bài bản để thành thạo kỹ thuật. Trên file này em có kèm hai link YouTube để mọi người hiểu rõ hơn cách thực hiện của hai phương pháp phẫu thuật này. Dạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, em xin hết.